Hello, xin chào mọi người. Chúng ta cùng tiếp tục chơi Rise of the Tomb Raider. Xem nào, tập trước là mình đột nhập cái chỗ này, cái bọn này nó đóng đồ ở đây rồi, rất là đông. Mục tiêu tiếp theo là ra kia, à kìa, đi đường kia nhá. Nếu các bạn thấy có quảng cáo hay là cái gì thì các bạn cứ click vào cho mình nhá, gọi là ủng hộ tí cho mình có tí đồng ra đồng vào. Nó không nhiều đâu nhưng mà giúp ích được cho mình rất là nhiều đấy. Ui ôi, mày thấy tự nhiên mình trèo lên. May vãi lọ. Nó đổi vãi lọ, nhưng mình ngỡ tay mình trào lên đấy chứ. Xong có tiếng hổ, chết mẹ mày đi, cháy đi. Hổ răng kiến à? À, răng kiếm, răng kiếm. Úi, chạy 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 chạy. Nó rồi. Để rồi. Chết mẹ mày chưa? Rồi chết, nó chết. Sao không chết hả con này? Thuốc nổ đâu rồi? Nó vẫn ở dưới này. Chú chết rồi. Nổ to quá, địch đã biết rồi. À đây, mục tiêu lên trên này đây mà. Xem có thằng nào nó ra nó rình mình không đó thì mình xuống nhặt đồ này. Xem nào, mục tiêu là lên trên này đúng không? Ui, ở đâu ấy? Xa quá không ngắm được. Có cái hòm trong này đúng không? À, có xác người ở đây. Thôi, mình lên trên đấy đi. Mình lên trên đấy đi. Tự nhiên có con hổ. Hoảng hồn luôn. Rồi, lên nào. Lên. Đã có nhảy nữa. Không trèo lên nữa được à? Ủa, nó bảo mình lên trên này mà. À không, phải ở kia cơ. À chắc đu dây lên được. Quên mất là mình có cái dây rồi, bây giờ xa xa một chút là vẫn đu vào được. Cái gì đây? Là cái quyển nhật ký hành trình của Prophet hay là của tín đồ Prophet nào đấy. Chắc không phải nhảy xuống đây đâu nhỉ. À đây có cái đu dây đây rồi. Thế mà không biết. Công cụ này. Thêm cái dây này đâm ra có những cái chỗ nhảy nó rất là khó nhìn. Nhiều khi không nghĩ là nhảy được luôn. Địch kìa. Hai thằng đang nói chuyện mà. Có chơi được hai thằng một lúc không nhỉ? Chết rồi, nó biết rồi. Thằng kia chưa chết đâu nhá. Lên. Ui rồi, nó vào đây rồi. Phải tranh thủ.
Phải tranh thủ, tranh thủ. Mày chết này. Đâm dao vào cổ mày luôn. Đi đâu giờ ta? Có thằng mình vừa giết ở đây mà đúng không? Nó còn nằm chết ở đây đấy. À chắc nó rơi xuống đất rồi. Rồi, lên đây nào. Mà cái thằng lính vừa rồi nó cũng kinh nhỉ, nó nhảy từ trên này xuống mới vậy. Nó có biết trèo lên không mà nó lại nhảy gớm vậy. Ủa, cái này xuống thì đi đâu? Chỉ có sang đây thôi chứ đi đâu bây giờ? What the fuck? Giật mình đấy. Xem có ai không đã. Lọ mọ bò lên là chết. Chết ngay. Chết thật, cái đoạn nó hồi hộp ấy nhỉ. Chắc là do hiệu ứng nhạc. Đi mắng vậy. Chắc là lên trên này rồi. Ủa đúng rồi, có mỗi một đường ấy thôi. Đây sang bên này, sang bên này. Ồ, có phải giọng của Anna đúng không? Giọng đàn bà mà. Chị em nhà nó đến đây rồi. Ủa? À đây, 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 đây. Sang bên này. Chỗ này tối thế này, có gì ở đây không? What the fuck, chả có cái gì cả. Rồi, lên nào. Chào thử thách quá nhỉ. Cái thời trước mà mình mới bắt đầu chơi game mà những cái trường đoạn như thế này là khiến mình đổ mồ hôi tay rồi đấy. Chắc là đu dây lên trên kia chứ hả? Đúng rồi. Tiếng gần lắm rồi, chắc có người ở đây đấy. Chuẩn men. À đâu, đây là cái đèn. À đứa kia 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 kia. Anna kia rồi. Có cái giá gì đây này. Một cái máy kéo đúng không? Dòng dọc. Anna. Nó chắc hẳn phải ở dưới đó. Nhanh lên, Anna đang đợi. Chúng tôi tìm thấy rồi. À đâu, tìm thấy chưa? Sao đấy? Ui. Lôi Anna làm con tin luôn. Giết một người phụ nữ không có vũ khí à? Đó không phải là cô đâu, Lara. Làm lại lần nữa. Cô biết cháu sẽ không bóp cò đâu. Hãy bắn đi. Và mọi người ở đây sẽ cho cháu chết. Im đi Anna. Ngóc dây vào rồi. Đừng có cử động. Mày không còn đường nào đi đâu. Giết nó đi, nhanh lên. Mày cứ giết nó đi mà. Chúng mày quên ta là Lara Croft. What the fuck. Ui, cái game này nó đẹp nhỉ. Hình in game mà nó như kiểu là phim CGI ấy. Bắn vào cái gì? À chắc bắn vào mấy cái thùng này đây. Đây nữa, còn thùng nữa kìa. Ôi, vẫn để sổng nó rồi, nó vẫn thoát. Nhớ đây Lara. Hãy theo tao đi trước khi quá muộn. Đã quá muộn kể từ khi mày phản bội gia đình tao rồi. Tao sẽ đến lấy cái bản đồ, Anna. Người của tao ở dưới đó rồi, Lara. Chết mẹ mày đi. Croft đang đến đấy. Giết nó. Và đưa tao cái bản đồ chết tiệt đây. What the fuck? À không, khoan 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 khoan. Có gì ở đây không? Ở what the fuck chả có cái gì cả.
Có cái lửa không? Để mình xem có nâng cấp được cái gì trước khi đánh nhau nào. Ủa chết rồi, sao đi ra đây? Kìa rồi. Chắc hẳn là nó rồi. I'm ahead of Anna now, but I don't know what I've gotten myself into here. Something else dwells in the darkness of this place. But I've got to continue. I've come thay đạn nhanh hơn. Cái cung không có gì không nào. She knows me. Cái cung mình dùng nó không có cái gì cả. Nâng cấp các cái khác thì phí thôi. Ok, đi tiếp nào. Tranh thủ chế thêm tên nào. Ok rồi, đi thôi. An old mural. And those vessels. Đây cũng là một hầm mộ cổ đây. Ủa mẹ rồi. Cái khói bụi gì thế này? Đốt thiêu sống á. Ui. Đây là bọn lính của Anna đúng không? Bọn chi đi đi này, bị thiêu sống này. Cái gì đấy? Ôi trời ơi. Chết mẹ, bọn lính của Anna khổ thế này. Làm đi, nhanh lên. Thôi được rồi. Khiến nó dừng lại đi. Rồi, để mình kết liễu mạng sống cho nó nhé. Tôi không thể, tại sao tôi lại. Mình giúp cho nó thôi mà, mình đâu có định làm gì xấu xa đâu. Chấm dứt nỗi đau cho nó đi, bị thiêu sống cả lũ. Vậy là những cái chiến binh bất tử mà ông bố của Sophia là cái ông gì nhỉ, tên quên chán mất tên, ông Jacob ông đề cập đến ấy là có thật. Khả năng là do cái bọn lính nó làm, vì cái series Tomb Raider này nó không có cái gì là không thể cả. Rất nhiều thứ nó bí ẩn. À burn. Hết đường chắc rồi. Mấy cái thùng đỏ đỏ chắc thùng thuốc nổ đây. Đó là cháy hết á. Đi qua cháy chết. Ủa, à thế bọn nó chưa vào đến đây đúng không? Mình là người đầu tiên vào đến đây. Bọn nó thường chết ở ngoài đấy rồi. Thế những cái người lính bảo vệ đâu? Ai ai đốt cháy mấy cái thằng chim đi nhỉ? Bỏ mẹ rồi nhá. Theo cái kinh nghiệm chơi game của mình thì là cái đoạn này, giả sử mình có lên mình có chỗ này thành công xong, lúc quay lại là một đống thằng nó ập vào đây này. Mình phải check lại vũ khí xem đã. Ok, chắc vẫn đủ. À đây quả cầu mà trong cái chỗ lăng mộ Prophet có nhắc đến này. Dùng cái quả cầu này sẽ chỉ đường cho đến cái Divine Source. Nhưng mà dùng như nào? Chắc là bên trong nó có cái bản đồ bên trong. Những họa tiết đang khắc trên cái khối. Bỏ mẹ thôi. Xuống nổ. Úi trời ơi. Bọn nó đã đến, bọn nó đã đến. Ui bọn nó khoan cửa vào à? Thế phải xử lý mấy thằng trong này trước đi. Nó vào rồi. Nổ. Ở đâu ấy? Còn nữa không? Ngon rồi. Cũng không khiến mình sợ hãi nhiều cho lắm. Hết quặng để mà chế phóng lựu ấy chứ lại. Nữa chứ. Cứ bắn hết đi. Có thằng chết. Hết đạn rồi chứ lại. Đổ cho shotgun nào. Chạy đến. Mày chết đi. Xem mấy cái thằng này có đạn cho mình không nữa. Tốt lắm, 15 viên. Khá đáng kể đấy.
Rồi nó không đi được, chắc lên trên này rồi. Đây đây đây, đây. Có đường đi, có đường đi đây rồi. Đu dây nào. Ui nó đến, nó đến, nó đến. Ở đâu ấy? Ui nó làm nổ cái chỗ này rồi. Ủa? Thế là khác gì đâu? À chỉ là lên đến trốn thôi, cái cửa nó sung ra rồi. Ui 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 ui. Quên không để ý bên kia. Cái thằng chó chết này. Hồi máu cái đã. Đây cái đâu nhỉ? Chết cháy mẹ mày đi. Xong rồi đi đúng không? Lút đồ. Úi dồi, cái này nâng cấp thừa rồi. Đoạn cuối là càng ngày về, càng về cuối đồ càng dễ kiếm. Gì? À, cái này chế được bom này. Mình quên mất mình nâng cấp cái skin rồi. Dùng radio của bọn nó chế thành bom được. Xem có thằng nào tao đáp. Ôi chết rồi, phí của tôi rồi. Ôi không. This whole place could go up. Got to hurry. Nhanh lên, nhanh lên. Nó vẫn ở đây. Chặn lối ra. Đây. Tìm thấy nó rồi. Ui bỏ mẹ rồi. Bơi nhanh đi, bơi nhanh, bơi nhanh, bơi nhanh. Được rồi. Mình cứ ấn nhầm nút. Ui. Nhanh nào, nhanh nào. Đây đường ra đây rồi, đường ra đây rồi. Ok rồi. Thế là thoát ở đây. Ui, what the fuck. Nó vẫn ở đây này. Cái gì đấy? Dây cốp đến à? Ông dây cốp đến à? Không phải. Nó mẹ, ông không thể là đánh bọn này một cách. Gì? À, lấy bình dưỡng, lấy cái bình, cái lấy cái dưỡng khí của nó. Rồi, có dụng cụ này rồi. Thở được lâu hơn thôi. Nó đây là chỉ là cái công cụ gọi là chữ một chút oxy thôi mà mình biết cái này. Đi lặn ở biển có cái này đây. Kiểu giữ mình trồi lên thở. Cái đấy nó không lâu. Rồi, lên đi. Ở đâu nhỉ? Đây đây. Ừ, có cái đèn phát sáng này tuy là mình không thích nó cho lắm vì nó trông nó hiện đại quá, nó mất tính hoang sơ nhưng mà ít ra nó dùng được dưới nước. Okay. Okay. I think I see my exit. Mình nghĩ mình thấy được lối ra rồi. Looks like I'll have to use the green fire. Lối ra ở đâu? Ừ. Cái tượng đang đổ kìa. À thì chắc là bắn vào mấy cái này để cho cái tượng nó đổ hẳn đấy mà. Đúng mẹ rồi. Ủa tôi chết rồi. Có nhiều hướng thế, có hai hướng cơ. À không 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 không. Chết mẹ, mình thấy có cái bắn dây đây này. Khổ tôi rồi, lại giải đố rồi. Này bắn đi đâu đây? Thử đi một vòng đã. Cái này chắc để quay đây. Mình đứng ở phía nào mình kéo thì cái đấy nó sẽ quay theo. Rồi bên này nó như vậy. Tìm phía bên kia xem có cái gì. Chết tôi không. Mẹ mình lười mấy cái giải đua rồi lắm. Giờ vấn đề là cần tìm thuốc nổ nữa cơ. Vứt nó xuống dưới hồ thì mới dùng được.
quặng hay tiền. Hay quá, quặng 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 quặng. Kìa kìa kìa, nhặt đi nhặt đi nhặt đi. Đâu nhờ? Đây, nó bảo sang bên này. Cái này nó có cái gì? Nó bảo là chưa nghĩ đến việc phá cái này sớm, mình sẽ quay lại là sao? Ui mệt rồi đấy. Cần phải tìm mấy cái bình thuốc nổ màu đỏ ấy trước. Có mấy cái dốc này, chắc ở trên kia mình thả nó xuống. Ừ, mình nhìn rồi, nhìn rồi, trong này. Kìa, chắc là tháo ra thì nó sẽ rơi ra. Cái này bị chặn rồi. À, hiểu rồi. Ôi chết. À cũng không được. À không sao không sao, có khả năng là dùng cái bình đầu kia thùng đầu tiên này để cho nó nổ đi. Mới có được. Đúng không nhỉ? Cháy chưa? Ok được rồi, thế bây giờ mới lôi cái bình à cái hộp tiếp theo rồi được. Rồi, ra đi. Còn cái này thì sao? Cái này để làm gì? Cái cột này định chống với cái gì cũng chưa biết nữa. À tôi hiểu rồi, mình hiểu cái cột này để làm gì rồi. Để lái đường đi của cái thùng thuốc nổ này. Ơ sao lại thế, mình đừng bắn vào cái dây được chứ. À đây rồi. Đó. Trôi trôi ra đây, rồi tao cắt dây. Ngon. Ui, đạn này. Chắc là mình hiểu cái công dụng của cái đấy rồi. Đỡ lo lắng. À đây, phải phá cái kèo này. Mình nhìn cái kèo chống lưng rồi, mình phá một cái là được. Ra đi, rồi tao phá. Ôi nhầm. Dùng súng cho nó nhanh chứ không dùng tên nó lại tưởng là mình. Còn một kèo nữa. Cái sang bên kia xem. À bên kia cũng có một cái để kéo dây đây. Cũng có dốc xuống, chắc là cũng là một dạng thùng thuốc nổ. Do sao? Ha, hiểu rồi. Đạp xong. Oh, what the fuck? Nó chịu xuống tới kia thì kéo rồi chứ. À, thôi được rồi. Cũng hiểu. Cũng hiểu được nhiều đấy. Làm cho nó cân là được cái gì. Cân chưa? Cân đi. Yeah, sang kia rồi. Ngon rồi. Cắt dây à nha.
Mọi việc đơn giản hơn là mình nghĩ đấy. Đứng đây đợi thôi. Chuẩn bị sẵn tư thế gọi là nhảy lên cái bức tượng đấy để trèo vào cái cổng kia. Thảo nào nó có hai hướng gợi ý. Nên không phải một trong hai mà là phải hoàn thành cả hai hướng đấy. May quá, nó cũng không khó lắm. Cái gì ấy? Ủa đấy có phải có bọn lính bảo vệ không? Chạy đi còn chần chờ cái gì nữa. Ôi trời ơi. Ui đừng đừng, nó bắn vào cái thùng cho nổ bỏ mẹ. Mồm thối thế nhỉ. Ui ui không được không được. Ui chết đừng nào bây giờ. À đây đây đây. Có cách nào trèo nhanh hơn không mẹ ơi? Ôi. Fuck. Mình quên mất không để ý nó có cái đu dây. Trở lại từ đầu rồi. Tập trung nhá. Nổ này. Chặt té ra đây tí. Game nó chỉ điện ảnh thôi chứ nó không đến mức gọi là để mình bị bắn quả này đâu. Kiểu gì cũng trượt cả thôi à. Nó sắp xếp cả rồi, nó có kịch bản cả rồi. Đấy giời, lúc nào cả vậy. Thoát rồi nhá. Ô không, cháy. Không sao, vẫn được. What the fuck, nhanh lên mẹ ơi. Trời ơi, tự nhiên đụng độ như chiến binh bất tử thế này mới khổ. Nếu mẹ thần thánh thế rồi. Ủa đừng. May quá chỉ vẫn x, mình có thói quen rồi mà. Lúc nào bám vào cái gì mà x trước. Cứ nhảy lên không trung là mình vẫn x. Đồ dây nữa này. Úi dồi ôi, có mấy cái này. Nó nổ thì chết tôi. Cháy rồi. Oh shit. May quá. Có khi xuống đây lại thoát đấy. Ok. Thoát rồi. Hú hồn. Không có gì bí mật ở đây cả. Jacob, tôi làm được rồi. Tôi đang ra đây. Lara. Ơn Chúa là cô vẫn ổn. Mang bản đồ đến cho tôi. Ở trên núi nhá. Tôi đang trên đường đi đây. Có bình dưỡng khí rồi, giờ bơi thoải mái. Bơi thả phanh đi. Cái hang này mình đang ở đâu không biết nữa. Xem bản đồ đâu. Ui, cái chỗ này chỗ lạ. Mình chưa đến đây bao giờ. Đúng là như vậy luôn. Cái khu thung lũng nó ở đây thì phải đúng không? Rồi, sắp ra đến nơi rồi đấy. Đấy, đừng có cọ mọi người. Tiện nghe nghĩa không có cái gì bí mật quanh đây không? Lạ phải lạ rồi. Định xem đường nào, hóa ra bên kia là đường cụt. Xua. Có ai hứng thú nhìn bông Lara ở góc này không? Úi dồi. Càng tròn nha. Chết rồi, quên mất mình làm cái hành động nó bậy bạ quá. Chỗ này quen quen như kiểu đến đây rồi ấy nhỉ. Thực ra cái trò này trong cái lăng mộ này chỗ nào cũng giống nhau thôi mà. Wow, lại có một cái súng rift, súng trường mới. Nhưng mình không quan tâm, cái súng trường này của mình là súng trường mình dành tiền mình mua ở cái thằng bán tiếp tế. Nó súng nó rất là đẹp. Súng này đẹp, trông nó hầm hố. Mình thích dùng súng này hơn. Lara, cô ở đó không? Jonah là anh à?
Con chim nhỏ ạ. Cô còn sống, tôi biết mà. Ôi trời, Jonah béo. Anh đang làm gì ở đây? Anh ở đâu vậy? Tôi ở với một số người tốt trong rừng. Nhờ có dây cốp ấy. Người họ đón tôi. Không thể tin được là anh đã đi theo tôi ấy. Khó để tin thế cơ. Tôi đã bảo là tôi sẽ đón cô mà. Tôi sống để có một mình đâu. Tôi đang trên đường đến chỗ anh đây. Cẩn thận ngoài đó đi nhá. Thế thằng Jonas béo đoạn đầu game mình đã dặn là đừng có đi theo rồi. Thế mà nó cũng theo được, nó giỏi chứ đùa đâu đúng không? Có khi giỏi hơn mình ấy. Mình đi còn chật và chật vật. Ủa, trong này có cái gì ta? À, đích đã đến đấy rồi. Còn cái đoạn này có cái gì ở đây? Ô hô, cái chỗ mà mình đánh nhau ở kia đúng không? Bơi ra xa phết đấy chứ đùa đâu. Ok, mình sẽ dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nha. Hẹn gặp lại mọi người vào các buổi tối mỗi ngày. Mình sẽ chơi Rise of the Tomb Raider. Ai, nhớ like và share video này với mọi người. Huy động anh em, bạn bè subscribe channel của mình nha. Cảm ơn rất là nhiều.